Kết quả chấn động khi kiểm tra xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni. Các Phật tử thành kính thường rất phản đối việc đem các vật linh thiêng của tôn giáo ra nghiên cứu. Vì vậy, mãi đến năm 2014, Chùa Phật Cung ở Sơn Tây, Trung Quốc mới gửi xá lợi răng Phật Thích Ca đến Hiệp hội Đá Quý AGS ở Bỉ để kiểm tra. Sau nhiều thử nghiệm và phân tích, tiến sĩ Cao Bân đã thu được những kết quả vô cùng chấn động. Xá lợi Phật không có bất kỳ dấu vết nhân tạo nào, như thế loại trừ được nghi vấn di vật này được làm giả. Trong di vật này, 99,97% là carbon, 0,03% là lưu huỳnh, kẽm, silic, stronti, ăn khớp với thành phần của kim cương. Dưới áp lực nặng, di vật này vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy độ cứng không thua kém gì kim cương, mà kim cương là vật chất cứng nhất được tìm thấy trong tự nhiên. Không những thế, các phân tử carbon trong xá lợi được sắp xếp theo hệ thống lục giác đều nhau. Điều này có nghĩa là gì? Hệ tinh thể ba nghiêng là thủy tinh, hệ tinh thể lập phương là kim cương, còn hệ tinh thể lục giác là thiên thạch. Nghĩa là độ cứng của xá lợi cao hơn kim cương rất nhiều, sánh ngang với thiên thạch. Mà thiên thạch không phải là vật chất trên trái đất này, nó là vật thể ngoài trái đất. Vậy chẳng phải thân thể Đức Phật khi Ngài tại thế đã được cấu thành từ vật chất thế giới khác? Chưa hết, một khám phá thậm chí đáng ngạc nhiên hơn đã xảy ra. Sau khi tiến sĩ Cao Bân phóng đại xá lợi lên 1.000 lần bằng kim cương vi điện tử, ông đã nhìn thấy hình ảnh Đức Phật bên trong. Một viên xá lợi thực sự cho thấy 5 bức tượng Phật đang ngồi. Điều này tương tự như ngũ Phật trong Phật giáo. Điều này quá phi thường. Kết quả xét nghiệm này khiến chính tiến sĩ Cao Bân phải kinh ngạc thốt lên. Quá thần kỳ. Ông kích động đến mức rơi nước mắt và không ngừng bái lạy trước xá lợi Phật. Quả thật có rất nhiều điều từng bị coi là mê tín đã trở thành sự thật dưới sự xác minh của khoa học.